Rồi xin chào các bạn ha. Thì hiện tại nè, hiện tại mình đang ngồi ở phía sau mà cái giường của mình ha. Thì cũng là đang lúc mùa mưa các bạn. Thì chợt nhớ cái vấn đề chia sẻ, thì mình cũng hay thường bị gặp, cho nên hôm nay mình sẵn ngồi nhìn mưa, ngắm mưa nè các bạn, và xem nhìn những cái lá mai nó sung sức với những cái cơn mưa đầu mùa nè các bạn. Thì hổm gài nắng rất là oi bức, thì hôm nay mưa thì cũng rất là tốt cho những cái cây mai ha các bạn. Thì vừa ngắm mưa mà vừa ngắm những cây mai, và tiếp theo đó là cũng chia sẻ cho các bạn một số cái vấn đề xung quanh đến cái việc là chăm sóc cây mai mùa mưa này ha. Thì với mùa mưa nè các bạn, rất là đông ha, mình còn phía trước cũng rất là nhiều nè. Đó. Chạy dài tới phía trước luôn các bạn, mấy trăm cây. Thì có cái vấn đề chăm sóc cây mai mùa mưa này nè các bạn. Thì đầu tiên á, thì các bạn nên này ha, chú ý ha, cái vấn đề đó là mình hay dấp phải, đó là tại vì mùa mưa nhiều, mưa bây giờ mấy tiếng hồ các bạn. Thứ nhất đó là cái lỗ thông mà nước các bạn. Thì chúng ta đối với lúc trước mình cũng đã vô những cây mai cũng rất là nhiều. Mình vô cây mai thì mình lấy hay thường hay lấy cái miếng gạch mình tẳng lại để che mà cái chất trồng nó đừng chảy ra các bạn. Nhưng mà thật sự mà nói thì sau khi mà che trồng cũng rất là nhiều, nhưng mà thấy nó không có hiệu quả các bạn. Nó thứ nhất, thứ hai là sau một thời gian cái chất trồng của chúng ta, nhất là chấu với sơ dừa nào, cái đầu nó phân hủy ha, cái đầu nó sẽ làm cho bít cái lỗ ngay chỗ thoát nước của chúng ta, cho nên là nó dẫn đến hiện tượng cây mai vàng lá trong mùa mưa, và cái là nó bị suy luôn các bạn, nó chết rễ tại vì ngập úng quá. Mới mưa thì 1-2 ngày các bạn thấy nó không có biểu hiện gì đâu, cỡ 3-4 ngày nó lên, nó bắt đầu khi mà bộ rễ nó hư rồi đó các bạn, thì khi mà cái bộ rễ nó hư rồi á, thì lúc đó đó các bạn, nó mới là biểu hiện ra cái bộ lá là nó bị vàng lá ha. Tự nhiên cái có thể anh em là nói sao mà mùa mưa tự nhiên cái cây mai của tôi nó rất là tốt, sao tự nhiên nó vàng lá, thì lý do là cây mai của chúng ta nó bị mà hư rễ ra các bạn. Vấn đề nước rất là quan trọng đối với cây mai á, chúng ta có thể thiếu phân, thiếu ánh sáng thì cây mai nó vẫn sống, nhưng mà nước các bạn dư quá nè, thiếu nước thì cây mai nó vẫn sống bình thường ha. Nhưng mà nếu mà dư nước quá thì cây mai chúng ta nó sẽ bị chết, nó bị suy, và nó chết cái rễ cám của nó không có hút được cái chất dinh dưỡng các bạn, thì nó bị suy, do đó thì nó sẽ làm cho cây mai chúng ta nó bị chết ha. Thì vấn đề mùa mưa này cũng như làm cái video chia sẻ nhắc nhở các anh em, cũng như là chú ý về cái vấn đề đó là quan trọng và cần thiết, cấp thiết nhất, đó là cái về cái tạo lỗ mà thông thoáng cho cái chất trồng của chúng ta ha. Đó, giống như các bạn thấy không, thì đó là những cái cây mai mà mình đã lúc trước mình tắng với gạch vậy, mình đã bươi ra hết cho các bạn, là cái lấy cái miếng cây cây sắt á rồi mình nại ra. Rồi thì đó là cái vấn đề về thông thoáng cho cái chậu chúng ta để cho nước nó thoát được tốt. Tại vì bước vô cái tháng 5, tháng 6 này là mưa dầm rồi nè các bạn, rồi nè các bạn thấy không, đang mưa nè. Đó thì tiếp theo đó nữa là các bạn, là cái vấn đề thứ hai nữa là về nấm. Thì cái này nó cũng là hết sức quan trọng ha. Thì mưa này nè thì nó đã cung cấp cái lượng đạm cho cây mai chúng ta các bạn, cho nên là cây mai chúng ta nó sẽ phát triển rất là bung đọt và phát triển rất là mạnh. Còn cái mùa mưa này nè, bọ chỉ thì chúng ta không có e ngại nhiều rồi các bạn, tại vì thường bọ chỉ thì nó sẽ phát triển vào mùa nắng rất là mạnh ha. Thì qua mùa mưa này thì nó không có điều kiện thuận lợi để nó phát triển, thì cho nên vấn đề bọ chỉ thì chúng ta cũng không có mà phải xịt thuốc nhiều về để tiêu diệt bọ chỉ các bạn. Rồi cái đó là cái về cái bọ chỉ. Cái thứ hai là cái nấm bệnh nè, nó bây giờ là cái điểm này là mấy mấu chốt quan trọng nè. Thì cái nấm bệnh đó các bạn, thì thường thì nó sẽ phát triển mạnh vào mùa mưa này nè các bạn. Thì chúng ta có thể phun một số cái loại thuốc phòng ngừa ha, đó là cái cốc 85 nè, Anvin, Team Super và cái Anchacon nè các bạn. Thì mấy cái loại đó là mình đã từng sử dụng qua, thì mình chia sẻ các bạn. Thì riêng cốc 85 thì mình sẽ sử dụng nhiều nhất các bạn ơi, tại vì thường thì cốc 85 bệnh đơn giản giống như là bệnh rỉ sắt nè,
nấm hồng, cháy lá đồ thì nó sẽ trị được hết nha các bạn. Nó nhưng mà cái mình cũng xin phiên các bạn là mua điểm ta nên định kỳ phun 7 ngày một lần cái cốc 85 ha. Chúng ta phun vào buổi chiều mát ha các bạn. Tốt nhất là phun vào buổi chiều mát. Bình thường mình phun tầm khoảng 6 giờ các bạn, 6 giờ chứ không có khi mà khuất nắng luôn á thì chúng ta phun. Phun như thế thì nó làm cho cái cây mai chúng ta các bạn nó không có mất nước nhiều nè, tại vì khi mà chúng ta phun vào buổi cỡ 4 giờ thì cũng còn ánh nắng thì cái lượng nước nó bay hơi rất là mau, cho nên quá trình thẩm thấu vô cái cây nó cũng hạn chế hơn so với chúng ta phun buổi tối. Buổi tối thì không có ánh nắng mặt trời, cái lượng nước nó tồn động lên cây nó rất là lâu để có thời gian nó sẽ ngấm vô. Hoặc cái thứ hai nữa các bạn, thì 14 ngày chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tưới gốc đó để tránh cái tình trạng nấm nó phát triển ha. Tại vì thường nấm thì nó có cái ba cái dạng này các bạn, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái chiếc cua đặc ma để chúng ta tưới vô ha. Thì thứ nhất á, cái thứ nhất đó là nấm gây bệnh cho cây nè, thì nó sẽ tấn công vào bộ rễ, nó làm cho vàng lá cháy lá và nó bị dẫn đến tình trạng héo úa các bạn, chết cây. Thì đó là cái nấm gây hại cho cây mai chúng ta đầu tiên. Và cái đấy, loại thứ hai nữa là cái nào nó phân hủy cái chất hữu cơ trong đất, là giống như chấu với sơ dừa đó bạn. Còn cái loại thứ ba nữa là cái nấm đối kháng, thì chúng ta có thể sử dụng cái Chico đặc ma để chúng ta tưới vô, cung cấp cái nấm để nó làm cho cái quá trình đất chúng ta tơi xốp, cũng như là nó bảo vệ cái bộ rễ mai chúng ta được tốt hơn ha. Đó, nhiều khi cây mai nó nhìn nó vàng lá mà chúng ta không có biết nguyên nhân hay sao mà nó dẫn đến tình trạng chết luôn, trong khi đó thì nó không có úng, không có ngập gì hết các bạn. Nó thì đó là một số cái chia sẻ mình không có ngăn chặn, mình chia sẻ các bạn cũng không có cái lấy cái mẫu ra để các bạn xem. Thì cốc 85 chúng ta định kỳ 14 ngày thì chúng ta pha một gói, chúng ta pha tầm khoảng thường cái gói 10g thì nó 20 lít nước hay gì. Thì thường các bạn cái gói đó thì gói cốc 85 thì tầm khoảng 20g, nó khuyến cáo là pha tầm khoảng 8 lít nước. Thì bây giờ mình pha lên tầm khoảng 20 lít nước vẫn được các bạn, để mình tưới gốc. Bây giờ mình phun lên lá luôn, thì phun lên lá thì chúng ta pha tầm khoảng phần này chúng ta pha chúng ta ngừa thôi, thì chúng ta pha tầm khoảng 20 một thùng bê, thì chúng ta có thể pha hai gói, một gói hai gói các bạn. Thì chúng ta mình thường phòng thì mình pha một gói, khi mà cây nó chưa có bệnh thì chúng ta cứ pha. Thứ nhất, thứ hai là nó cung cấp cái vi lượng đồng cho cây, giúp bộ lá chúng ta xanh mọi cũng hết các bạn. Đó. Rồi tưới gốc thì 14 ngày chúng ta sẽ tưới lại một lần, chúng ta có thể pha với Atunit nè. Hoặc là chúng ta pha với những cái loại phân bón đó các bạn. Thường mình sử dụng cái phân bón để mình pha với cốc 85 rồi mình tưới vô nó. Thì đó là cái quá trình chăm sóc những cây mai mùa mưa này các bạn, nhất là cái nấm bệnh nó hay tấn công ha. Gây ra tình trạng cháy lá đồ, nó cháy lá gỉ sắt, đốm lá rồi nè, đốm gông trên lá rồi nè. Đó. Rồi cây này nó cũng đang bị cháy lá ít ít nè các bạn. Đó. Thì đó là cái chia sẻ của mình ha. Rồi. Tại không có đi ra được các bạn ơi, nó mưa quá. Mưa này cũng nhẹ công tưới nữa. Rồi. Rồi bây giờ đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Chia sẻ các bạn đôi điều về cái phòng trừ nấm bệnh cũng như là chăm sóc cây mai mùa mưa. Hy vọng qua video này thì các bạn chủ yếu là mình nghe mình nói thôi ha, chứ cũng không có làm một cách thực hành một cái cụ thể cho các bạn. Rồi xin chào các bạn ha.